Nhưng cơm mà mới đem về đội, mới đem về nhà thì đã mở miệng gáy rồi nha anh em. Cảm ơn anh, người anh em đã chia sẻ lại con chim. Vừa về tới nhà khoảng đâu nửa tiếng con. Về tới nhà là khoảng nửa tiếng là em đã cất tiếng gáy. Lên cơm ha. Qua bằng điện thoại nên nó hơi rung tí nha anh. Thì cái lọc chiều này sẽ biến mất, nhưng có lẽ bất kỳ là người chỉ biết